ashes are. You feel it, but you got it all. Believe it when you fold it up. Oh, oh, and if you fold it up, it's having a bit of time. Tôi đang đứng trước bóng. Là Camingo, một hàng đội đủ đang thi đấu một tinh thần rất quyết tâm. Họ còn cả một hiệp đấu nữa phía trước. Cơ hội không thể qua được thủ thành của Nga. Qua được Kakashi. Tốc độ vượt trội của Camingo. Cơ hội được chạm bóng vào nào. Không vào. Vẫn còn. Cơ hội chút đi của xa. Cú sút quá nhẹ. Đường truyền xuống rất tốt bên phía cánh trái. Riolo. Cơ hội đó. Không có cú sút tốt. Nhưng đó là một quả penalty. Một quyết định rất khó hiểu tới từ trọng tài. Để xem RHT có cú sút này không. 1-0 dành cho Brotherhood. Họ níu lại được hy vọng. Tổng tỷ số hiện tại đang là 1-2. Có lẽ chúng ta sẽ cần phải xem lại pha quay chậm vừa rồi, bởi vì đó là một quyết định thổi penalty khá là khó hiểu tới từ trọng tài. Không vào. Phút thứ 29 của trận đấu, tỷ số đang là 1-0. Tổng tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía VnFriends. Kakashi dứt điểm từ xa. Một đều. Một và VnFriends đã có một bàn thắng trên sân khách. Sẽ không. Quân côn. Đường chọc khe rất tốt. Cơ hội cho Drake. Penalty dành cho BrotherhoodVN. Hai quả penalty và Ricky sẽ là người tiếp tục. Anh là người kiếm được quả pen thứ hai. Và anh có ghi bàn. Tiếp tục là một bàn thắng nữa. Ricky đã có cú đúp. Nghiêng về phía VnFriends. Cơ hội Takashi. Chèo bóng vào đánh đầu. Pha đánh đầu quá nhẹ của Camingo. Gây. Takashi. Camingo không vào. Trong suốt 80 phút. Cơ hội. Một cú sút quá tệ của Mr. Quang. Bàn thắng cho Brotherhood. Họ cần phải có một pha phạm lỗi. Trọng tài cho một lợi thế. Yuki. Bóng chạm vào sân. Và xong rồi. Xong rồi không. Trọng tài công rõ ràng đó không. Không hề là một thủ miệt vị. Pha lốt bóng rất tinh tế. Kakashi. Một cú sút rất nguy hiểm. Chạy bóng vào của Kakashi. Lại một pha cứu thua rất xuất sắc nữa. Không có thêm bất kỳ một pha dứt điểm nào. Thắng vụ. Tiếp tục là pha đối. Có bàn thắng rồi. Nhưng mà chắc là bàn thắng cũng không còn mang quá nhiều ý nghĩa nữa.